Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Làng nghề thêu Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tích cực chuẩn bị cho tuần du lịch với chủ đề Sắc vàng Tam cốc Tràng An. Nam Định xây dựng được trên 8.890 tủ sách lớp học với hơn 725.000 bản sách. Ấn tượng liên hoan hát chèo không chuyên tỉnh Thái Bình năm 2018. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người dân làng nghề thêu Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động triển lãm, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống trong tuần du lịch với chủ đề Sắc vàng Tam cốc Tràng An diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 6 năm 2018. Hiện nay, trên 200 hộ gia đình và 5 doanh nghiệp làm nghề thêu đều đang tích cực chuẩn bị, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để tham gia triển lãm như quần áo, đồ lưu niệm, túi, ví, khăn tay, áo, tranh về phong cảnh quê hương đất nước. Đây là những sản phẩm được người thợ tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ với những hình ảnh đẹp, bắt mắt, đầy màu sắc. Trong hoạt động triển lãm trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ diễn ra cuộc thi bàn tay vàng để chọn ra những nghệ nhân thêu gen xuất sắc nhất. Ban tổ chức sẽ thêu mẫu một bức tranh tam cốc chiều hạ vàng có kích thước 14 x 26cm để những người dự thi nhìn mẫu để thêu. Sau đó, tác phẩm này sẽ được trưng bày tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, những ngày này, công tác thiết kế bản vẽ, lựa chọn nguyên liệu đang tích cực được chuẩn bị. Dự kiến ngày 15 tháng 5, các nghệ nhân lâu năm của làng nghề sẽ tham gia thêu bức tranh này và trong vòng một tuần sẽ thêu xong. Tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Nam hiện có 17 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 356 ha, thu hút được 183 dự án, tạo việc làm cho trên 12.500 lao động trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, một số cụm công nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, đóng góp cho ngân sách vẫn còn thấp. Đây là đánh giá của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam về kết quả giám sát hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong số 183 dự án được đầu tư, có hơn 160 dự án đã đi vào hoạt động với ngành nghề đăng ký đa dạng như sản xuất, chế biến đá, cọc bê tông, dệt may, mộc, che đan, cơ khí. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngày một nâng lên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho ngân sách địa phương. Hiện đã có trên 12.500 lao động trong và ngoài tỉnh đang làm việc tại các cụm công nghiệp với mức thu nhập bình quân đạt từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2017, các cụm công nghiệp nộp ngân sách nhà nước trên 317 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số cụm công nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, đóng góp ngân sách thấp. Việc sử dụng đất đai còn lãng phí, nhiều trường hợp sử dụng đất đai sai mục đích. Cá biệt, có hộ sản xuất kinh doanh thuê đất nhưng không sản xuất kinh doanh mà xây dựng làm nhà ở của gia đình như ở cụm công nghiệp Nhật Tân, cụm công nghiệp Hoàng Đông. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định mới chỉ đạt 62,5%. Thưa quý vị và các bạn, kim ngạch xuất nhập khẩu là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá môi trường sản xuất kinh doanh của tỉnh Thái Bình. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để hoạch định các chính sách và định hướng chung cho sự phát triển kinh tế của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời cũng là tiền đề để xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho từng lĩnh vực, từng thành phần kinh tế cụ thể. Hiện toàn tỉnh có trên 1.000 dự án đã và đang đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong đó có trên 70 dự án FDI, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm của tỉnh Thái Bình luôn đạt ở mức 2,6 đến 3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều doanh nghiệp đang thể hiện rõ vai trò đầu tàu của nền kinh tế và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh. Các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thái Bình được tỉnh với các ngành tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp. Thế thì chúng ta cũng nên tập trung kê khai ở Thái Bình để đóng góp với ngân sách cho tỉnh Thái Bình. Bên cạnh cái trách nhiệm, bên cạnh cái quyền lợi thì cũng phải thể hiện cái trách nhiệm của doanh nghiệp. Công ty cũng muốn chuyển về Hải quan Thái Bình để làm thủ tục, để đóng góp nghĩa vụ cũng như là nâng cao cái giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Và đấy, tôi nghĩ đấy là một cái trách nhiệm của doanh nghiệp và khi chúng tôi đóng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước, thì việc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia kê khai và thông quan tại Chi cục Hải quan Thái Bình như là một sự minh chứng cho sự hấp dẫn môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Bình. Đồng thời cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những ưu đãi mà doanh nghiệp đang được hưởng. Thời gian qua, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo hướng chuyên canh, tập trung hình thành chuỗi sản xuất khép kín, bước đầu đã mang lại hiệu quả.
tiêu biểu như Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Việt Hưng chuyên canh lúa giống và khoai tây vụ đông, mô hình trồng và chế biến cây dược liệu của Hợp tác xã Hoa Thiên Phú, xã Tân Quang và Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao, xã Chỉ Đạo, Hợp tác xã Siêu Việt chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ thịt lợn ở xã Lạc Đạo. Các mô hình sản xuất đều hoạt động với hình thức đa dạng như liên kết với doanh nghiệp, cung cấp giống, phân bón và duy trì đầu ra cho nông sản, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đến phát triển thị trường. Qua đó góp phần xóa bỏ hình thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tiến tới một nền nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Với việc mạnh dạn trong tổ tiền đổi thửa, năm 2016, gia đình ông Bùi Đức Tụ ở xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã có ô thửa lớn với diện tích trên 1 hectare để chuyên sản xuất cây măng tây sạch. Hiện nay, cây đang trong thời kỳ thu hoạch, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao. Măng tây xanh là loại cây có thời gian sinh trưởng thu hoạch dài. Vì vậy, để nuôi dưỡng những cây đạt tiêu chuẩn chất lượng, đẻ nhánh nhiều, tăng sản lượng, mỗi khóm ông Dụ lựa chọn để từ 3 đến 5 cây mẹ thân mập. Thời điểm này cây đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Cứ 2 ngày gia đình thu chồi một lần, mỗi lần từ 20 đến 25 kg với giá bán 90.000 đồng 1 kg. Trung bình mỗi tháng mang về cho gia đình khoảng 30 triệu đồng. Với hiệu quả từ cây măng mang lại, ông Dụ đã liên kết với một số nông dân trong xã tiếp tục mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu măng tây sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiến tới triển khai sản xuất măng tây sạch theo quy trình khép kín. Nếu mà thành viên chung cổ phần vào đây thì chỉ hơn 100 triệu thôi, còn chính là chú Dụ. Trước mắt là giải quyết được cái công việc cho cái người lao động, hai nữa là mang lại cái nguồn thu chính đáng. Mỗi ngày có thể thu một vài chục ký. Thì cái người nông dân làm là chỉ có thấy hiệu quả là làm thôi. Quay từ là thu hoạch được thì là tươi nấu thành, đủ tiêu chuẩn. Cây này là đã được Sở Nông nghiệp được chứng nhận là tôi là thực phẩm an toàn. Ý tưởng tôi nuôi giun, chuỗi khép kín, tôi chăn trồng cây hữu cơ nhá. Và tôi làm phân là phân hữu cơ, phân chuẩn, có thể làm những loại cây đủ tiêu chuẩn để đưa vào những nơi mà giá thành cao. Với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của mình, ông Dụ là người đầu tiên của huyện Nho Quan đưa vào trồng thành công giống cây măng tây xanh, đặc sản trên vùng đất trũng. Đây là bước đi đột phá không chỉ mở ra hướng làm giàu cho gia đình ông, mà còn phù hợp với chủ trương đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Để đảm bảo phát triển nuôi thủy sản phù hợp với tiềm năng và trình độ người nuôi, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ trương khuyến khích đa dạng hóa các đối tượng nuôi, chú trọng các loại con nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện toàn tỉnh có hơn 9.000 ha nuôi thủy sản nước ngọt với đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống, cá siêu hồng, cá lóc bông. Nuôi thủy sản mặn lợ với diện tích hơn 6.000 ha nuôi, chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ngao, cua biển, cá bông bớp, cá song. Ngoài nuôi thâm canh và bán thâm canh, nhiều địa phương đã và đang áp dụng hình thức đa dạng hóa nuôi thủy sản như nuôi kết hợp, xen ghép nhiều đối tượng như nuôi cá nước ngọt kết hợp với nuôi tôm thẻ chân trắng, hay nuôi tôm sú, xen ghép với nuôi cá song, cá vược, cá bông bớp. Ngoài ra một số đối tượng thủy sản như ba ba, lươn, trạch đồng cũng được các hộ nuôi trồng thủy sản quan tâm nuôi thả, đem lại thu nhập cao. Điển hình như huyện Hải Hậu có hơn 4.000 ha nuôi thủy sản nước ngọt. Huyện Giao Thủy phát triển đa dạng các đối tượng nuôi thủy sản mặn lợ có giá trị như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, cá bông bớp, ngao. Nhằm xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, đến nay trạm cấp nước sạch Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang chủ động lắp đặt các công trình cấp nước đến các hộ dân tại xã Tân Châu, giúp đời sống của nhân dân trong xã không ngừng được cải thiện. Đến nay, trạm nước sạch Dạ Trạch đã cấp nước sạch cho 11 xã, trong đó có 8 xã của huyện Khoái Châu và 3 xã ở huyện Văn Giang với gần 6.000 hộ sử dụng. Ngoài việc nâng cao công suất chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn, trạm cấp nước đang phối hợp với các xã lắp đặt đường ống, đồng hồ cấp nước phục vụ đến từng hộ dân. Dự kiến đến hết năm nay, trạm cấp nước Dạ Trạch sẽ cấp nước sạch thêm cho khoảng gần 5.000 hộ dân ở các xã Đông Ninh, Đại Tập và Tứ Dân. Sau 2 năm triển khai chương trình xây dựng 12.662 tủ sách lớp học, toàn tỉnh Nam Định đã xây dựng được trên 8.890 tủ sách lớp học ở tất cả các cấp học với hơn 725.000 bản sách, tổng giá trị hơn 14 tỷ 166 triệu đồng.
Riêng trong năm học 2017-2018 đã có hơn 2.600 tủ sách được xây dựng. Những địa phương đã đầu tư xây dựng được nhiều tủ sách là huyện Nam Trực với 981 tủ sách, huyện Hải Hậu 90% số trường trang bị đủ mỗi lớp một tủ sách, huyện Y Yên là 935 tủ sách, huyện Trực Ninh là 816 tủ sách, huyện Nghĩa Hưng là 578 tủ sách và huyện Giao Thủy là 680 tủ sách. Đến nay đã có hơn 200 tổ chức cá nhân tài trợ cho chương trình. Trong đó có nhiều doanh nhân là người con quê hương Nam Định đang làm việc khắp mọi miền Tổ quốc. Năm 2018 này, Hội Doanh nhân Ý Yên tại Hà Nội đã quyên góp và tặng sách cho toàn bộ 75 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ý Yên. Trong đó, đơn 1 đã quyên góp được 680 triệu đồng và tặng sách cho 25 trường. Với mong muốn giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng tiếp cận và có thói quen đọc sách, em Lê Thị Minh Ngọc, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã sáng lập thư viện cộng đồng tại gia đình. Đến đây mọi người được đọc và mượn sách miễn phí. Là người có niềm đam mê đọc sách lại có rất nhiều sách và luôn tìm cách vận dụng những điều đã đọc được vào trong cuộc sống để có những thành công nhất định. Với mong muốn chia sẻ giúp mọi người có thêm kiến thức cũng như niềm vui từ những quyển sách, từ tháng 11 năm 2015, Minh Ngọc đã sáng lập thư viện cộng đồng. Lý do mà cháu mở cái thư viện này là cháu mong muốn có thêm nhiều bạn dành nhiều thời gian đọc sách hơn và phát triển cái văn hóa đọc. Ngoài ra cháu còn mong muốn là các bạn không nên dành nhiều thời gian cho những cái trò chơi có hại cho sức khỏe, giống như kiểu là chơi game nhiều. Ban đầu, thư viện chỉ có khoảng trên 100 đầu sách, nhưng đến nay đã có trên 1.000 đầu sách các loại như truyện, sách tham khảo cho học sinh, sách tiếng Anh. Để có thêm nhiều đầu sách phục vụ bạn đọc, Minh Ngọc giao lưu kết bạn với những người có cùng sở thích, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến với thư viện sách được đọc miễn phí, được mượn về nhà. Đồng thời, độc giả có thể góp sách riêng của mình cho thư viện. Được thành lập chưa lâu, nhưng thư viện đã nhận được sự cổ vũ, ủng hộ và thu hút rất đông độc giả, trong đó đặc biệt là các bạn học sinh. Hàng ngày là cháu vẫn thường đến thư viện của chị Ngọc và cháu rất thích đọc sách ở đây bởi vì là sách ở đây rất là hay và các bạn ở đây cũng rất là thân thiện nữa. Cháu rất thích đọc những loại sách về văn học ạ. Ví dụ như chuyện Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi ạ. Một số sách dạy về kỹ năng sống như quyển Kỹ năng phòng chống đuối nước ạ. Minh Ngọc cho biết tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất của thư viện, tăng các hoạt động giao lưu chia sẻ với mọi người để bổ sung thêm các đầu sách. Đồng thời mong muốn mọi người, nhất là các bạn học sinh, tích cực đọc sách để làm giàu thêm kiến thức, vốn hiểu biết của mình. Trong điều kiện hiện nay, việc thành lập và duy trì thư viện cộng đồng là hết sức có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức liên hoan hát chèo không chuyên tỉnh Thái Bình năm 2018. Liên hoan đã thu hút nhiều tiết mục hay và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Liên hoan hát chèo không chuyên tỉnh Thái Bình năm 2018 có sự tham gia của gần 200 diễn viên nhạc công không chuyên của đội văn nghệ câu lạc bộ chèo đến từ 8 huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình với tổng số 8 tiết mục. Các tiết mục mang đậm văn hóa truyền thống của dân tộc, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những thói hư tật xấu, tiêu cực. Liên hoan chèo không chuyên tỉnh Thái Bình là dịp để các diễn viên không chuyên thể hiện niềm tin yêu đối với môn nghệ thuật truyền thống, truyền tải những giá trị văn hóa sâu sắc của nghệ thuật tới khán giả, góp phần quan trọng trong việc lưu giữ và phát triển những làn điệu chèo của quê hương. Sau buổi liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho câu lạc bộ chèo thành phố, giải nhì cho câu lạc bộ chèo xã Phong Châu huyện Đông Hưng, câu lạc bộ chèo huyện Quỳnh Phụ, câu lạc bộ chèo xã Quang Minh Vũ Thư. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 tháng nuôi và phát triển gần 1.000 đôi chim bồ câu tại hai điểm công cộng giữa lòng thành phố Bắc Ninh, đến nay những con chim bồ câu này đã thích nghi và mang lại một vẻ đẹp yên bình, lãng mạn ở các địa điểm vui chơi công cộng ngay trong lòng thành phố. Đây là những con chim bồ câu lai Pháp được nuôi theo đề án nuôi thả chim bồ câu tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Hội Sinh vật Cảnh tỉnh đảm nhiệm.
Theo đề án, toàn thành phố sẽ có 4 điểm nuôi thả thí điểm chim bồ câu, trong đó có 2 điểm đã tiến hành nuôi nhốt từ tháng 1 năm 2018 là Tượng Đài Lý Thái Tổ, Bảo tàng tỉnh và Đài Tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh, Cung Văn hóa Thiếu nhi. Sau hơn 3 tháng nuôi nhốt với điều kiện hệ thống điện nước đầy đủ, chuồng nuôi thoáng mát sạch sẽ, đàn chim đang phát triển và sinh trưởng tốt, thích ứng dần với môi trường xung quanh. Số lượng chim nuôi tại 2 địa điểm đã lên gần 1.000 đôi. Hình ảnh đàn chim bồ câu hàng trăm con trao lượn rồi xả xuống khoảng sân khu vực quanh tượng đài Vua Lý Thái Tổ tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ, thanh bình giữa lòng thành phố. Việc nuôi thả chim bồ câu hòa bình rất có ý nghĩa, nó tạo nên điểm nhấn giữa lòng thành phố, mang lại hệ sinh thái đa dạng, tạo sự thân thiện gần gũi ở thành phố Văn Hiến, Bắc Ninh, Kinh Bắc. Để đảm bảo hành lang thoát lũ và an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và Ban Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản yêu cầu từ ngày 15 tháng 5 dừng hoạt động tập kết vật liệu ở tất cả các bến bãi ngoài đê, hạ thấp độ cao và giải tỏa vật liệu ở các bến bãi. Thế nhưng thực tế, ở nhiều bến bãi chưa thực hiện, thậm chí ở một số địa phương các bến bãi vẫn hoạt động bình thường. Huyện Kim Thành, địa phương có 4 tuyến đê sông Kinh Môn, sông Rạng và sông Lạch Chay, với tổng chiều dài hơn 53 km. Trên các tuyến đê này có 26 bến bãi, trong đó nhiều bến bãi chưa được cấp phép. Theo khảo sát của phóng viên, hiện tại trên địa bàn địa phương này, nhiều bến bãi vẫn hoạt động bình thường, vật liệu chất tải cao. Được biết, mặc dù các đơn vị chức năng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động khai thác đất cát, giải tỏa bến bãi, vật cản lũ trước ngày 15 tháng 5, và dừng mọi hoạt động khai thác đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, nhưng nhiều chủ bến bãi vẫn không chấp hành. Sau hơn 3 năm triển khai thi công, đến nay dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ số 39 giai đoạn 2 từ cầu Triều Dương đến xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vẫn còn trên 600 mét, chưa được giải phóng mặt bằng. Dự án này có tổng chiều dài trên 17 km đi qua 9 xã thị trấn của huyện Hưng Hà, với tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng trên 186.000 m2 thuộc 2.800 hộ dân. Riêng tại xã Phúc Khánh có tới trên 30 hộ chưa bàn giao mặt bằng và là một trong 5 xã mà huyện Hưng Hà đã phải lên phương án cưỡng chế bảo vệ thi công ở một số vị trí. Nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách nên chỉ trong ít ngày qua, các hộ dân của xã Phúc Khánh đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngược lại, tại thị trấn huyện Hưng Hà đến nay vẫn còn 27 hộ cố tình chống đối chưa bàn giao mặt bằng. Điều đó cho thấy sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở đây chưa thực sự tích cực, còn nề nang, ngại va chạm. Thậm chí nhiều cán bộ lãnh đạo có chức vụ ở địa phương này còn né tránh, không cộng tác với cơ quan truyền thông. Để con đường sớm được hoàn thành như sự kỳ vọng của đông đảo nhân dân, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của nhà nước theo hướng có lợi nhất cho người dân, huyện Hưng Hà đã chủ động xây dựng các phương án, lên kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ thi công, đảm bảo cho dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Tai nạn giao thông giảm cả ở 3 tiêu chí so với năm 2017. Ý thức người tham gia giao thông được nâng cao, hành lang an toàn giao thông các tuyến đường được đảm bảo. Đó là kết quả của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định từ đầu năm đến nay. Theo thống kê từ đầu năm đến nay của đội cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động, công an huyện Nghĩa Hưng đã kiểm tra, xử lý 560 trường hợp, phạt tiền nộp vào kho bạc nhà nước trên 600 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp, tạm giữ 56 phương tiện và 18 bộ giấy tờ xe ô tô. Cùng với việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, công an huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông. Tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn triển khai kế hoạch bảo vệ hành lang giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, với việc phát huy sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thời gian qua hệ thống camera giám sát an ninh tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã cho thấy những hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ những mắt camera giám sát trên các tuyến đường khu dân cư, nơi công cộng, nhiều vụ trộm cắp tài sản, vụ việc vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Được triển khai từ cuối năm 2017, dự án lắp đặt camera giám sát tại thị xã Từ Sơn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Đến nay, toàn bộ các ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường giao thông, các khu phố tại 12 xã phường đã được lắp đặt xong, kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng.
Với 560 mắt camera được lắp đặt đã giúp nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự phát hiện, tố giác tội phạm của nhân dân. Ngoài việc giúp theo dõi, kiểm soát được các hoạt động diễn ra tại các địa bàn, thì lắp đặt camera phần nào tác động đến tâm lý tội phạm là cơ sở nhận dạng các đối tượng, phục vụ cho công tác truy xét, bắt giữ đối tượng gây án trong các vụ việc, được đông đảo người dân ghi nhận đánh giá cao. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát không chỉ góp phần nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống tội phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.